Xin chào tất cả mọi người, trở lại với các video về giới thiệu và đánh giá sản phẩm của channel Nhất Tiên Trung Thế Giới Máy Chủ. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về một dòng sản phẩm G-Build System của Asus với tên gọi là A900G4. Đây là một dòng sản phẩm mới của Asus đã và đang được công ty Nhất Tiên Trung phân phối tại thị trường Việt Nam hiện nay. Đây là một dòng G-Build System, nó có thiết kế Tower Workstation với khả năng hỗ trợ là Multi GPU, được đánh giá là một trong những G-Build System tối ưu và linh hoạt trong cái hạ tầng AI hiện nay. Điểm sơ về các cái cấu hình cũng như là một số thông tin kỹ thuật mà dòng A900G4 này nó hỗ trợ. Thì đầu tiên chúng ta có hai CPU dual socket theo thế hệ là Intel Xeon Scalable Gen 2, nâng cao hiệu suất lên đến là 56 core, 112 luồng, đảm bảo cái khả năng xử lý tính toán rất là cao cho CPU. Về bộ nhớ RAM thì nó có thể lên đến là gần 2 TB, tốc độ lên đến là 3200 MHz. Về mặt lưu trữ thì ở đây chúng ta sẽ có 8 ổ cứng, trong đó 4 ổ là 3.5 inch và 4 ổ là 2.5 inch. Và đặc biệt là các cái ổ cứng này nè, mình có thể option để chuyển đổi nó sang các ổ cứng chuẩn NVMe, mình có thể hỗ trợ lên đến là 4 ổ cứng NVMe U.2. Thì như các bạn đã biết rồi, các cái hạ tầng về AI, Deep Learning, Machine Learning đó, nó cần một cái khả năng truy xuất và đọc dữ liệu nhanh chóng, độ trễ thấp, thì cái chuẩn NVMe nó tối ưu cho nhu cầu đó. Và việc mà chuyển đổi sang các ổ cứng thường sang được NVMe thì đây chắc chắn là một trong những lợi thế mà dòng A900G4 này mang đến cho các khách hàng. Và tất nhiên là cái quan trọng nhất của một GPU system á, nó sẽ là các cái khe cắm về PCIe X16. Thì ở đây chúng ta sẽ có là 4 khe cắm như vậy để mà mình cung cấp và lắp đặt lên đến là 4 GPU dạng double wide. Và đặc biệt là các cái GPU này các bạn có thể chạy đồng thời với nhau, ví dụ như các kẹt A100 chạy cho AI và các kẹt RTX A5000 chạy cho đồ họa, nó hoàn toàn độc lập với nhau trên cùng một thiết bị. Và một điểm đặc biệt trong cái dòng 900G4 này, nó có một cái thiết kế rất là rộng rãi, nó giúp cho mình có thể lắp đặt các linh kiện nó có một khoảng cách nhất định để nó có thể tối ưu về cái khả năng làm mát. Đặc biệt là ở đây chúng ta có 6 cái fan làm mát tốc độ cao mà nó được bố trí ở các khu vực rất là hợp lý. Chúng ta có các cái fan ở trên đây để làm mát cho các cái CPU RAM hoạt động theo công suất cao 24/7. Ở đây cũng có một cái quạt nằm cho các cái bộ phận trực tiếp đối lưu thông và làm mát cho cái mainboard chủ đạo của cái dòng sản phẩm A900 này. Và đặc biệt nữa là với GPU á, thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái fan làm mát và fan hút để nó tích hợp trực tiếp và nó sẽ hút các cái luồng nhiệt tản ra từ các cái GPU thông qua các cái khe PCIe ở đây. Như vậy nó sẽ tối ưu hóa cho khả năng làm mát và tản nhiệt cho các GPU hiệu suất cao mà các bạn có thể thấy. Và để cung cấp cái nguồn hoạt động ổn định cho thiết kế Multi GPU này thì chúng ta có hai cái nguồn với công suất là 2000W hoạt động theo chế độ redundant. Như vậy các bạn có một cái nguồn dự phòng đảm bảo hơn cho cái việc sử dụng và vận hành liên tục 24/7. Và tối ưu cho các cái hạ tầng đó thì chúng ta sẽ có các cái GPU chuyên dụng, nó sẽ có những cái level, những cái phân khúc khác nhau để mà tối ưu hóa cho những cái hạ tầng cũng như là các giải pháp đó. Và chuyên dụng cho đó là các cái GPU của NVIDIA. Thì như các bạn có thể thấy ở đây thì chúng ta có rất là nhiều GPU đủ các level để nó phục vụ cho các cái hạ tầng sử dụng của bạn, đặc biệt là những ứng dụng chuyên về AI, đồ họa hay là những cái ứng dụng lập trình vân vân, nó sẽ tối ưu và các bạn có thể sử dụng trên cùng một thiết bị là A900G4. Đầu tiên thì mình giới thiệu sơ đây là một cái dòng kẹt A100 của NVIDIA. GPU này thì các bạn có thể là nghe rất là nhiều rồi, đặc biệt là trong cái xu hướng là AI hiện nay. Thì với dòng A100 này á, các bạn có thể lắp đặt 4 cái GPU trên đây và triển khai cho hạ tầng về AI. Và đặc biệt khi mà các bạn dùng A100 á, các bạn có thể option thêm cái kết nối NVLink để mình cải thiện cái hiệu suất của cái GPU này lên đến là 600 GB. Như vậy cái hiệu quả về suy luận AI hay là training AI của bạn sẽ được tăng lên rất nhiều. Tiếp đến là các cái hạ tầng về triển khai về inference hay là suy luận AI thì chúng ta cũng có thể sử dụng A100 này để làm luôn, tuy nhiên nó lại hơi bị hiệu năng nó hơi cao, thì các bạn có thể dùng qua các cái gạt đồ họa dòng có hiệu năng thấp hơn và chuyên dụng về inference. Thì ở đây chúng ta có một cái dòng kẹt mới cũng là thiết kế Ampere với là dòng A30. Đây là một dòng chuyên về inference với hiệu suất cao của kiến trúc Ampere, nó giúp cho mình có thể triển khai hiệu suất về inference lên đến hơn
20 lần so với cartridge Latte 4. Và đây là cartridge Latte 4. Thì với hai thiết kế này nó chỉ chuyên dùng cho cái inference suy luận AI. Tức là khi sau khi các bạn đã training về các cái deep learning mà training lên cho máy thì mình sẽ cần một cái hạ tầng về inference để nó suy luận và nó đưa ra một cái kết quả chính xác nhất. Và đặc biệt là mình có thể sử dụng mix với nhau để nó cung cấp về hiệu suất cũng như là cái nhu cầu sử dụng khác nhau của một hạ tầng AI của bạn. Và với GPU system A900 này mình sẽ có thể lắp đặt lên 4 cái GPU trên đó. Đi qua các nhu cầu về AI hay là inference thì một số khách hàng họ còn triển khai các cái giải pháp về xử lý đồ họa, render hình ảnh 2D, 3D hay là giả lập. Thì chúng ta có các cái GPU về RTX A5000 hay A6000, nó sẽ chuyên dụng về đồ họa hơn và nó cũng có thể ứng dụng cho cái môi trường là ảo hóa máy trạm để các bạn có thể ảo hóa ra một cách cái máy trạm trên đó và truy cập từ xa để sử dụng. Đặc biệt nó sẽ phục vụ trong cái môi trường hybrid làm việc từ xa hiện nay. Như vậy các bạn có thể sử dụng một cái card GPU dùng cho môi trường xử lý đồ họa tốc độ cao, hiệu suất cao mà vẫn có thể ảo hóa nó lên để mình tạo ra cái môi trường làm việc từ xa mà mang đến cái trải nghiệm người dùng rất là tốt trên một cái GPU duy nhất. Và với các dòng RTX A5000, A6000 nó cũng hỗ trợ thêm các cái cổng kết nối về NVLink. Ngoài các card chuyên dụng của NVIDIA về cái hạ tầng commercial á, thì như là AI thì khách hàng họ cũng có thể sử dụng một cái dòng card được ưa chuộng sử dụng ở cái thị trường Việt Nam á, đó là cái dòng RTX GeForce RTX 3080 3090 Ti. Thì cái dòng card này nó cũng được tích hợp có thể sử dụng trên system E900G4 và khả năng kết nối là 4 GPU. Như vậy nó sẽ có một cái dải sản phẩm nó rộng lớn để phù hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng của bạn. Và sau khi mà bạn đã triển khai các cái dòng sản phẩm thấp rồi thì bạn có thể remove nó ra để mình triển khai các cái card GPU lớn hơn, nó chuyên dụng hơn cho cái hạ tầng của bạn và hoàn toàn là không cần phải đầu tư thêm các system mới. Thì đó là những cái thông tin mà mình đã giới thiệu về các cái sản phẩm, các cái giải pháp đi kèm. Và nếu như bạn muốn tìm hiểu sâu hơn hay là muốn được tư vấn cụ thể hơn về các sản phẩm hay là giải pháp này thì các bạn có thể để lại thông tin ở phần comment để đội ngũ kỹ sư cũng như là đội giải pháp của NTC có thể liên hệ và tư vấn cụ thể hơn cho các bạn. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu tổng quan về dòng sản phẩm GPU System với model là E900G4 của Asus. Thì như đã nói, các bạn có thể biết đây là dòng sản phẩm Multi GPU, tức là nó có thể sử dụng nhiều GPU trong một system để các bạn có thể triển khai nhiều ứng dụng, nhiều hạ tầng về AI khác nhau hoặc là đồ họa. Thì đặc biệt với một system 4U GPU system này nó hỗ trợ lên đến là 4 GPU. Các bạn có thể lắp đặt nó cùng một loại hay là nhiều loại đó với nhau để có thể chạy trên đây. Và đặc biệt là nó cung cấp nguồn công suất lên đến 2000W. Như vậy sẽ đảm bảo cái công suất của cái GPU của bạn trong cái hạ tầng này. Và để biết thêm chi tiết về dòng sản phẩm E900G4 này, các bạn có thể truy cập vào website thegioimachu.vn để biết thêm chi tiết. Và đừng quên nhấn like, subscribe kênh YouTube của Nhất Tiến Trung để đón xem các video mới nhất về sản phẩm và giải pháp liên quan. Xin cảm ơn.